Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc sách của Lê Hoàng Hải. Hôm nay Hải xin phép được cùng quý vị đọc tiếp cuốn Đường vào nội tâm, tuyển tập phóng tác từ truyện cổ Phật giáo của tác giả Thích Nữ Chí Hải. Và câu chuyện tiếp theo có tựa đề là Tăng hộ cháu. Khi Phật ở thành Xá Vệ, có một vị thiện gia nam tử sau khi nghe Ngài thuyết pháp, đã xin xuất gia theo Phật. Vị ấy tinh cần tu tập, chẳng bao lâu đã đắc quả A-la-hán. Các vị đồng phạm hạnh thường gọi Ngài là trưởng lão tăng hộ. Khi Ngài xuất gia, em gái Ngài vừa hạ sinh được một bé trai và lấy tên Ngài đặt cho Hải Nhi, gọi là tăng hộ cháu. Lớn lên, tăng hộ cháu cũng theo cậu xuất gia và được hầu cận Ngài. Sau khi thọ đại giới, tăng hộ cháu đến an cư tại một khu làng và được cúng dường hai bộ y tốt. Với ý định cúng dường cậu sau mùa an cư, tăng hộ cháu để dành lại một bộ y. Khi mãn hạ, tăng hộ cháu trở về tinh xá cấp cô độc, đảnh lễ Phật và ra mắt cậu. Nhưng Ngài đi an cư chưa về, tăng hộ cháu quét dọn am thất của cậu, múc sẵn nước rửa chân, sửa soạn nước uống và các thứ cần dùng cho tôn giả. Khi tôn giả trở về, tăng hộ cháu ra đảnh lễ cúng dường bộ y mới cho tôn giả, nhưng tôn giả từ chối. Ta đã có đủ ba y, ngươi giữ lấy cho ngươi. Sau khi múc nước cho tôn giả rửa chân, ngồi nghỉ, tăng hộ cháu đứng hầu một bên lại thưa: Bạch tôn giả, khi tôn giả nhận lấy bộ y con cúng dường, để cho con được chút phúc mọn. Hãy thôi đi, ngươi giữ lấy, ta đã có đủ y rồi. Năn nỉ nhiều lần, tôn giả vẫn từ chối. Đứng quạt sau lưng tôn giả, tăng hộ cháu trong lòng không vui, thầm nghĩ: Tôn giả ở ngoài đời là cậu ruột của ta, ta là cháu ruột của Ngài. Ta đối với tôn giả vừa có tình ruột thịt, vừa có tình thầy trò. Thế mà tôn giả vẫn lạnh nhạt với ta, không thèm nhận đồ cúng dường của ta. Ngài đã không thương ta, thì ta còn đi tu làm gì nữa, cho thêm phiền não, chi bằng ta hoàn tục quách. Nhưng ta xuất gia từ lúc hãy còn thơ bé, bây giờ hoàn tục không biết nghề ngỗng gì, thì làm sao mà sống nhỉ? Thật khó khăn thay. Ồ, hay là ta hãy bán bộ y đẹp này và mua một con dê cái. Loài súc sinh ấy sinh đẻ rất nhanh, vừa khi dê đẻ 7 con thứ nhất, ta sẽ đem bán mà kiếm một số vốn. Cứ tiếp tục như thế, ta sẽ có một mớ tiền. Khi có tiền nhiều, ta sẽ cưới một chị vợ. Chị ấy sẽ sinh ta, sinh cho ta một thằng con trai. Ta sẽ lấy tên là Tôn Giả, cậu ta, mà đặt tên cho thằng con ấy. Rồi ta sẽ để nó ngồi trong chiếc xe cùng với chị vợ đẩy xe đến tinh xá thăm ông cậu. Khi đi giữa đường, trông thấy thằng bé kháu khỉnh, ta muốn bồng nó lên bảo chị vợ: Bây giờ bà đẩy xe đi để tôi ẵm thằng bé. Chị vợ là kẻ cứng đầu, cãi lại: Anh mà ẵm con cái gì, để tôi ẵm nó, anh đẩy xe đi. Rồi nàng cúi xuống ẵm thằng bé. Đi được mấy bước, nàng làm thằng bé rớt xuống trúng ngay giữa đường bánh xe lăn. Chiếc xe cán lên thằng bé. Ta giận quá bảo chị vợ: Mày không chịu để con cho tao bồng, không đủ sức ẵm mà cứ giành lấy nó, để cho nó rớt như vậy, thật mày đã hại tao. Vừa nói ra vừa lấy cái gậy đánh nàng một cái. Vừa quạt cho tôn giả, tăng hộ cháu vừa để cho tư tưởng phiêu lưu như trên. Và đến đoạn kết thúc, y nện cán quạt vào đầu tôn giả cái chóc. Đọc được dòng tư tưởng của cháu nhờ đã chứng tha tâm thông, vị tôn giả lên tiếng nói: Này, ngươi đánh không trúng mụ đàn bà mà đánh trúng ngay đầu ta. Tăng hộ cháu giật mình nghĩ: Chết rồi, tôn giả đã biết tâm niệm ta hết trọi, làm sao ta có thể sống đời xuất gia được nữa. Nghĩ xong, y liệng cái quạt, co giỏ chạy ra khỏi cổng tinh xá. Những người bạn đồng lứa chạy theo bắt y lại, dẫn đến trước Phật. Phật hỏi: Tại sao các người bắt tăng hộ cháu? Bạch Thế Tôn, y chạy trốn nên chúng con bắt lại. Phật hỏi đương sự: Có phải vậy không? Bạch Thế Tôn: Dạ phải. Tại sao con trốn? Tăng hộ cháu thuật lại đầu đuôi cho Phật. Đến đoạn y gõ cái quạt cái chóc vào đầu tôn giả, rồi kết luận: Bạch Thế Tôn, chính vì sự việc xảy ra như vậy nên con phải trốn. Phật an ủi: Này thiện nam tử, con đừng sợ.
Tâm người ta thường phiêu lưu như vậy, con phải luyện cho nó thuần thục, định tĩnh mới thoát khỏi trói buộc. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng, như ẩn náu trong hang sâu. Người nào điều phục được tâm thì thoát khỏi vòng ma trói buộc. Câu ấy trở thành pháp cú số 37, được lưu truyền cho đến ngày nay trên khắp thế giới. Hãy xin kết thúc câu chuyện. Câu chuyện tiếp theo có tiêu đề là Vọng Phu. Thuật theo chuyện tích pháp cú. Khi người đang hái hoa, lòng say mê lạc thú, niềm vui kia chưa thỏa, tử thần đã lôi xa. Pháp cú, câu 48. Một buổi sáng ở thiên đường, vua trời Đế Thích đi lạc vào cung viên ở cung trời Ba Ba cùng với 1000 thiên nữ hầu hạ. 500 nàng leo lên cây hái hoa tung xuống, 500 nàng lượm hoa kết thành tràng để trang sức cho vua trời, tức là chồng của họ. Một nàng đang hái hoa chẳng may trúng gió nặng, hồn lìa khỏi xác ngay khi ngồi trên cây. Thân thể nàng tan biến mau lẹ, theo hơi sương. Vì là tiên nên thể xác có phần nhẹ hơn người trần, và thần thức nàng nhập vào thai cung của một phụ nữ thuộc gia đình trưởng giả thành xá vệ. Khi xuất thai và dần dần lớn thành một thiếu nữ, nàng vẫn nhớ kiếp vừa qua của mình và mong mỏi được trở về cõi trời hầu hạ Đế Thích như trước. Nàng thường đến kỷ viên tinh xá cấp cô độc để cúng dường Phật và chúng tăng với một ước nguyện bất di bất dịch. Mong rằng với phúc đức này con được trở lại với chồng con. Các tỷ kheo đều lấy làm lạ và lời nói của thiếu nữ, và đặt cho nàng một biệt hiệu là Vọng Phu. Vọng Phu tiếp tục bố thí cúng dường như vậy cho đến khi 16 tuổi. Cha mẹ cả chồng cho nàng và lần hồi sinh hạ được 4 con. Một ngày kia sau khi đến tinh xá cúng dường Phật và chúng tăng trở về, Vọng Phu cảm thấy nhức đầu chóng mặt, lên giường nằm một lát rồi chút hơi thở cuối cùng. Thần thức nàng trở về cõi trời thứ 33, trong khi các thiên nữ đang bận rộn kết hoa để trang hoàng cho Đế Thích. Khi vua trời thấy nàng liền hỏi, sáng nay sao ta không thấy nàng, nàng đi đâu? Thưa, thần thiếp chết một giấc hồi lâu, rời khỏi thiên cung. Nàng nói cái gì thế? Đế Thích ngạc nhiên, quả thế muôn tâu thánh đế, thần thiếp đã chết đi một lát. Rồi nàng tái sinh ở đâu? Tâu ở một gia đình trong thành xá vệ. Nàng ở đấy bao lâu? Sau 10 tháng ở trong thai, thần thiếp ra khỏi thai mẹ. Khi 16 tuổi, thần thiếp được gả chồng, có 4 con. Thần thiếp đã bố thí tu phúc liên miên, ước nguyện được trở về thiên cung sum họp với thánh đế. Đời sống của con người dài bao lâu? Tâu thánh đế, chỉ có 100 năm thôi ạ. Ôi, ngắn thế kia ư? Dạ tâu thánh đế, nếu đời sống con người ngắn ngủi như thế, thì chúng phỏng làm được cái gì? Chắc là chúng phải tạo phúc lành, gấp rút lắm. Dạ không, trái lại tâu thánh đế, con người dưới ấy vẫn mê ngủ, buông lung bê tha, làm như chúng sẽ được sống mãi hoài, làm như chúng sẽ không bao giờ già chết. Vua trời nghe xong buồn rầu và bảo, nếu như lời nàng nói, con người chỉ sống được có 100 năm mà lại mê ngủ, buông lung, bê tha, thì biết bao giờ chúng mới thoát được khỏi khổ não. Ngày hôm sau ở xá vệ, khi chúng tỉ kheo vào làng đến chỗ thường lệ vẫn được nàng Vọng Phu đón tiếp, thì thấy lạnh ngắt như tờ, không có chỗ ngồi, nước uống được sắp đặt như mọi khi. Họ hỏi, Vọng Phu đâu rồi? Dân chúng thưa, bạch chư đại đức, nàng ấy đã chết chiều qua, sau khi cúng dường trở về. Khi ấy những vị tỷ kheo chưa chứng thánh quả, bỗng thấy lòng buồn man mác, nhớ đến những săn sóc chu đáo của người tín nữ hôm qua mới đó, mà nay đã ra người thiên cổ. Trở về họ hỏi Phật, bạch Thế Tôn, Vọng Phu tạo phúc cúng dường nhiều chỉ để cốt được gặp chồng. Tại sao nàng vừa mới ở với chồng chưa bao lâu, hương lửa đang mặn nồng mà phải chết như vậy? Bây giờ nàng tái sinh ở đâu? Này các tỷ kheo, không phải Vọng Phu ước được sống với người chồng hiện tại của nàng đâu. Nàng vọng là vọng cái người chồng cũ của nàng trên cõi trời thứ 33 ấy, và bây giờ đã được toại nguyện. Hiện giờ nàng đang trở lại hầu hạ Đế Thích trong lạc viên. Một đời nàng trải qua dưới trần gian này không dài bằng nửa buổi sáng trên cung trời Đế Thích. Ôi bạch Thế Tôn, đời con người sao mà ngắn ngủi. Mới buổi sáng nàng ấy cúng dường thực phẩm cho chúng con,
mà chiều nay đã nghe nàng chết rồi. Quả thế, các tỳ kheo, đời con người ngắn ngủi lắm, trong khi chúng khát khao những lạc thú cõi trần mà chưa được thỏa mãn, chúng sẽ bị thần chết mang đi. Hãy xin kết thúc câu chuyện. Hãy xin bắt đầu câu chuyện tiếp theo với tựa đề là Giữ ý như giữ thành. Phật ở nước Xá Vệ, trong chúng tỷ kheo tại tinh xá cấp cô độc có một vị tôn giả tên là Soreya đã chứng thánh quả A-la-hán. Câu chuyện sau đây được truyền tụng về cuộc đời của vị tôn giả trước khi đắc thánh quả. Trong lúc tôn giả Soreya còn ở tại gia, ngài là con một của vị phú hộ ở thị trấn Soreya. Một hôm Soreya cùng ngồi trên xe đi tắm với một người bạn thân của chàng, có gia nhân đông đảo đi theo. Khi ra khỏi thành, bỗng chàng thấy tôn giả Ca Chiên Diên, đệ tử của Phật đang ôm bát đi vào thành khất thực. Tôn giả Ca Chiên Diên có một màu da sáng đẹp như vàng ròng, sắc diện uy nghiêm khả kính đến nỗi đoàn người đi tắm biển phải chú mục nhìn ngài không biết chán. Chàng Soreya là người hiếu sắc, thấy tôn giả bèn nghĩ thầm trong bụng: ôi ước gì vị tôn giả ấy là vợ của ta, ước gì màu da của vợ ta cũng đẹp đẽ như da vị tôn giả ấy. Ngay khi tư tưởng ấy vừa khởi, chàng Soreya tức khắc biến thành phụ nữ. Chàng vô cùng bối rối, vội nhảy ra khỏi xe lẩn vào đám đông trốn biệt. Nàng Soreya không dám về nhà, đi mãi, theo đoàn người tiến ra thành phố cho đến khi gặp một đoàn xe đi về phía đô thị Takka. Nàng bạo dạn đến gần một xe xin quá giang đến thành Takka. Những người trên xe là gia nhân của một vị phú hộ ở thành Takka. Trông thấy thiếu nữ xinh đẹp liền bằng lòng ngay. Họ bảo nhau: con trai của chủ chúng ta chưa có vợ, chúng ta hãy đưa nàng này về, thế nào cũng được trọng thưởng. Quả nhiên khi xe về đến thành Takka, phú ông rất vui mừng vì được cô dâu xinh đẹp, làm lễ cưới ngay cho con trai mình. Thế là thanh niên Soreya trở thành vợ của thanh niên Takka. Con trai của phú ông ở đô thị Takka, sau đám cưới không bao lâu nàng mang thai, sau 10 tháng sinh ra một thằng cu bụ bẫm. Đứa con này vừa biết đi tập tễnh, nàng lại cho ra đời một thằng con khác. Soreya trước làm nam nhi ở thành Soreya đã có vợ hai con, bây giờ biến thành phụ nữ lại sinh ra hai đứa con là bốn. Thế là Soreya làm cha hai trẻ và làm mẹ hai trẻ. Một hôm thành Takka có hội chợ, tình cờ bà Soreya trông thấy một thanh niên trong đám đông và nhận ra ngay đó là người bạn rất thân đã cùng ngồi xe đi tắm biển với mình dạo trước. Khi chưa biến thành phụ nữ, bà Soreya bảo gia nhân đến mời thanh niên ấy về nhà mình. Thanh niên ngạc nhiên nhưng được người đẹp mời cũng khoái, lại thấy không có gì hại, liền theo gót gia nhân về nhà bà Soreya. Ngồi vào salon, thanh niên mới đánh bạo lên tiếng: thưa bà, có lẽ bà lầm chăng? Tôi chưa hề trông thấy bà từ trước đến nay, vì đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này. Thưa ông, tôi không lầm đâu, có phải ông là người của thành Soreya? Thưa bà, chính vậy. Thế ra bà biết. Soreya bèn hỏi chàng thanh niên về sức khỏe của ông bà phú hộ cha mẹ mình và hỏi thăm tin tức vợ và hai con đang ở Soreya. Thanh niên hỏi: thưa bà, họ đều khỏe mạnh, tại sao bà biết họ? Thưa ông, tôi biết lắm chứ. Thế còn người con trai của họ, thanh niên Soreya ở đâu? Ồ, thưa bà, xin bà đừng nhắc đến chuyện thương tâm ấy nữa. Bao nhiêu năm nay, việc ấy đã trở thành một vết thương lòng cho những người thân. Số là chúng tôi cùng ngồi xe đi tắm biển, nhưng khi ra khỏi thành, không biết chàng mất từ bao giờ. Người thì đoán chàng xuống tắm bị nước cuốn trôi, người thì cho có lẽ chàng đã bị cá nuốt, tìm khắp nơi không thấy nên gia đình đã làm ma chay cho chàng. Thưa ông, chàng không chết đi đâu cả. Chính tôi đây là Soreya ngày trước. Thưa bà nói cái gì thế? Soreya là bạn rất thân của tôi mới biết rõ y là đàn ông. Thưa ông, vậy mà tôi là Soreya. Sao lại có chuyện quỷ quái như thế? Ông có nhớ lúc chúng ta đi xe ra khỏi thành đã gặp một vị tôn giả ôm bát vào thành hay không? Vâng, tôi nhớ có gặp tôn giả Ca Chiên Diên ngày hôm ấy. Đấy, khi tôi trông thấy tôn giả, tôi nghĩ mong tôn giả là vợ mình, hay ít nhất vợ mình có được làn da mịn đẹp như tôn giả. Ngay khi tôi có ý nghĩ ấy, tôi liền hóa thành phụ nữ.
Ồ, thưa ông, tôi bối rối quá, không thể nói cùng ai. Tôi nhảy đại ra khỏi xe chạy trốn và đến thành phố này. Bạn ơi, bạn đã làm một việc quá điên rồ. Sao bạn không bảo tôi? Thế bạn có sám hối vị tôn giả ấy không? Không bạn ạ, à, tôi chưa từng sám hối ngài. Nhưng bạn có biết hiện giờ ngài ở đâu không? Ngài ở quanh quẩn gần thành phố này. Ước chi ngài đến đây tôi sẽ cúng dường thực phẩm cho ngài. Tốt lắm, vậy bạn hãy sửa soạn đi. Ngày mai tôi sẽ thỉnh ngài tới đây để bạn sám hối cùng ngài. Rồi người bạn cũ của Soreya vốn là một Phật tử thuận thành, đi đến chỗ tôn giả Ca Chiên Diên để thỉnh ngài về nhà cư sĩ Thọ Trai. Tôn giả hỏi: Này thanh niên, nhưng con đâu có nhà ở đây, không phải con là du khách của thành phố này sao? Bạch tôn giả: Việc ấy không quan hệ, xin tôn giả nhận lời cho con ngày mai được cúng dường tôn giả tại nhà. Tôn giả im lặng nhận lời. Đến giờ thọ thực hôm sau, ngài cùng thanh niên đến nhà Soreya. Sau khi bà Soreya bày biện các món ăn thượng vị lên cúng dường, thanh niên bảo bà Soreya quỳ xuống dưới chân tôn giả và thay lời nàng tắc bạch. Bạch tôn giả, xin tôn giả tha thứ cho bạn con. Tôn giả chẳng hiểu ất giáp gì trước sự tình ấy, bèn hỏi: Có chuyện gì thế? Bạch tôn giả: Người đàn bà này trước kia là đàn ông và là bạn rất thân của con. Một hôm y nhìn thấy tôn giả và có ý nghĩ quấy nên bị biến thành đàn bà tức khắc. Xin tôn giả hãy tha thứ cho y. Được, ta tha thứ cho ngươi, hãy đứng dậy. Vừa khi tôn giả thốt ra những lời ấy, Soreya đứng lên và trở lại thân hình nam nhi như trước. Con trai Tắc Ca, chồng của Soreya, thấy vợ mình mới đó bây giờ đã hóa thành đàn ông liền bảo: Này bạn ơi, vì bạn đã là mẹ của hai đứa con tôi là cha của chúng. Khi quả thật chúng là con chung của chúng ta, vậy bạn hãy ở lại đây với tôi, đừng có đi đâu. Chúng ta sẽ đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ, tức là vợ chồng đổi thành bạn bè. Soreya nói: Hỡi bạn, tôi đã hai lần hóa thân trong một đời người, ban đầu làm đàn ông, sau biến thành đàn bà và bây giờ lại thành đàn ông trở lại. Ban đầu tôi làm cha hai đứa trẻ, sau lại làm mẹ của hai đứa trẻ khác. Tôi còn sống ở đời làm gì nữa? Tôi muốn xuất gia. Bây giờ bạn hãy săn sóc hai đứa bé này. Nói xong, Soreya hôn hai đứa bé tử dã chúng rồi xin theo tôn giả Ca Chiên Diên. Tôn giả nhận chàng về trong tăng đoàn. Sau khi chuyển giới cụ túc cho Soreya, ngài đưa tỷ kheo Soreya về tinh xá cấp cô độc nước Xá Vệ. Câu chuyện ly kỳ về đời tư Soreya chuyển đi rất nhanh chóng khắp thành Xá Vệ. Dân chúng tò mò đến nơi để biết rõ thực hư. Suốt ngày tỷ kheo Soreya phải bận rộn về những người này. Câu hỏi bất di bất dịch của họ là: Bạch Đại Đức, có phải tin đồn ngài hóa thân hai lần là đúng không? Đúng. Bạch Đại Đức, ngài đã từng làm cha hai đứa trẻ và làm mẹ hai đứa trẻ khác. Ngài thương cặp con nào hơn? Tôi thương cặp con do tôi làm mẹ nhiều hơn. Cuộc phỏng vấn cứ tái diễn như vậy, không biết lúc nào là ngưng, làm cho tỷ kheo Soreya không dành phút nào để tham thiền nhập định. Do đó, Đại Đức quyết định rút vào rừng sâu, độc cư thiền định. Sau một thời gian ngắn, nhờ nỗ lực tu tập, Đại Đức chứng thánh quả A-la-hán và trở lại nếp sống bình thường trong tăng đoàn ở tu viện. Những người đến thăm lại được dịp phỏng vấn tôn giả trở lại. Bạch tôn giả, tin đồn rằng ngài đã làm cha hai đứa trẻ và làm mẹ hai đứa trẻ khác có đúng không? Đúng. Ngài thương cặp con nào hơn? Không thương cặp nào cả. Các tỷ kheo nghe tôn giả trả lời như vậy liền bạch đến Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tỷ kheo Soreya phạm tội nói dối. Trước kia vị ấy thường bảo tôi thương hai đứa con do tôi làm mẹ hơn hai đứa mà tôi làm cha. Thế mà bây giờ khi người ta hỏi, vị ấy lại đáp là không thương đứa nào. Bạch Thế Tôn, như vậy là nói dối. Này các tỷ kheo Soreya không nói dối đâu. Trước kia ông ấy chưa từng chứng quả. Bây giờ ông ấy đã chứng quả và biết rõ rằng chẳng phải cha hay mẹ mà chính là cái tâm khéo điều phục mới đem lại lợi ích cho chúng sinh. Câu ấy trở thành câu pháp cú thứ 46 được lưu truyền. À, xin hết câu chuyện. Hãy xin bắt đầu câu chuyện tiếp theo với tiêu đề là Bà Lão Kỳ Dị.
Tâm phàm phu xoay vần theo ngũ dục, sao động không thể nắm bắt. Chỉ những người nào điều phục được tâm mình mới được yên vui. Câu thứ 35 ấy trong Kinh Pháp Cú có duyên khởi như sau. Thuở Phật còn tại thế, trong xứ Kiểu Tát La có một khu làng nằm dưới chân núi gọi là Mã Đề Thôn. Tại đây có một bà lão sống một mình với một gia tài phong phú. Bà được mệnh danh là Mã Lão Mẫu. Vào một ngày an cư, sau khi Đức Phật chỉ dạy cho chúng tỷ kheo pháp quán 32 uế vật trong thân, có 60 vị đi đến Mã Đề Thôn để thực hành thiền quán. Bà lão cho xây cất một tu viện cho 60 vị ấy cư trú và cúng dường đầy đủ về y phục, thực phẩm, dược phẩm, mền chiếu trong suốt mùa an cư. Những tỷ kheo ấy muốn tinh tiến tu hành nên cũng đặt ra một quy luật như sau. Không được hai vị tỷ kheo cùng đứng hay cùng ngồi tại một chỗ đồng thời với nhau. Đại chúng chỉ nhóm họp hai lần trong ngày là sáng sớm trước khi vào rừng tọa thiền và chiều tối sau khi ở rừng về để bái yết vị thượng tọa, chúng trưởng. Tuy nhiên, nếu có tỷ kheo nào bị bệnh thì hãy đánh lên một hồi kèn. Khi nghe tiếng kèn, tất cả sẽ nhóm lại để cùng lo cho bệnh nhân. Sau khi thỏa thuận quy luật trên, chúng tỷ kheo đi vào rừng mỗi ngày. Một hôm, bà lão đem thực phẩm tới chùa cúng dường. Không thấy ai cả, bà bèn hỏi những người ở chung quanh làm cách nào để gặp chúng tỷ kheo. Có người biết quy luật nói trên, bày cho bà lão đánh kèn. Tức thì từ trong rừng các vị tỷ kheo lần lượt trở về. Bà lão lấy làm lạ, thấy mỗi người đi từ một hướng, không ai đi chung với ai, nên thầm nghĩ, có lẽ các đại đức có chuyện gì cãi vã nhau chăng? Khi họ đến gần bà hỏi ngay câu ấy và được trả lời, không đâu lão mẫu. Bà lão hỏi, nếu quý vị không xích mích thì tại sao khi tới đây quý vị đi chung mà bây giờ mỗi người đi mỗi ngả như vậy? Lão mẫu, chúng tôi mỗi người ngồi một gốc cây để thực hành phép thiền quán của Thế Tôn chỉ dạy. Thưa đại đức, phép quán gì thế? Lão mẫu, chúng tôi quán 32 uế vật trong thân. Thưa, phép quán ấy chỉ dành cho các vị tỷ kheo mà thôi, hay cư sĩ như lão cũng được thực tập. Ồ, lão mẫu, phép quán ấy ai muốn học cũng được, không ai cấm. Vậy xin chư đại đức dạy cho lão với. Được, lão mẫu hãy nghe cho kỹ. Rồi một vị tỷ kheo đảm trách dạy cho bà lão phép quán 32 uế vật trong thân, để đi đến nhận thức rõ ràng về hoại diệt, chết chóc luôn ẩn tàng trong thân mình. Bà lão thuộc lòng ngay phép quán và tinh cần tu tập đến nỗi bà đắc quả vị thứ ba, tức là quả vị bất lai trong bốn thánh quả, trước cả các vị tỷ kheo. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, bà quán thấy tất cả những vị tỷ kheo chưa ai đắc gì cả. Và sau khi quán sát kỹ, bà thấy họ đều có khả năng chứng thánh quả A-la-hán. Khi nhận thấy điều này, bà lão quyết định hỗ trợ cho chúng tỷ kheo đủ về mọi mặt để họ có thể mau chứng thánh quả. Vị nào thích hợp với món ăn nào, thức uống nào bà cũng cung cấp đúng như nhu cầu của họ. Bà thận trọng không cúng dường những thực phẩm có vị chua cho những người nào yếu bao tử. Vị nào ưa ngủ gục trong lúc tọa thiền, bà lão cúng những thức có thể giúp tỉnh táo. Vị nào yếu phổi, bà cúng thêm mền và áo lạnh. Trong tâm vị nào tưởng đến món ăn gì, bà lão biết ngay và đáp ứng. Nhờ sự chăm sóc chu đáo ấy, sau khi giải hạ, 60 vị tỷ kheo trở về bên Phật với sắc diện hồng hào, tươi nhuận và tiến bộ khá hơn trên con đường tu. Phật yêu mến nhìn đám con trở về và bảo, này các tỷ kheo, chắc hẳn các con đã được an vui, sức khỏe, thực phẩm đầy đủ trong mùa an cư. Dạ thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con được an vui, sức khỏe và khỏi lo gì đến chuyện ăn uống. Bởi vì có một bà lão ở Mã Đề Thôn biết được ý nghĩ của chúng con, đến nỗi chúng con vừa ước món gì là có ngay món ấy. Các vị tỳ kheo thi nhau kể chuyện về bà lão kỳ dị cho Phật và chúng tăng ở thành Xá Vệ nghe. Một vị tỳ kheo nghe xong quyết định đi đến Mã Đề Thôn để thiền định và xin Phật, bạch Thế Tôn cho con tới đó. Phật bằng lòng. Sau khi ra đề tài cho vị ấy thiền quán, vị tỷ kheo lên đường đi đến Mã Đề Thôn. Khi đến ngôi chùa của bà lão bỏ vắng, vị ấy nghĩ, mình nghe bà lão dường như biết được tâm ý của kẻ khác. Vậy nay mình vừa mới tới, quá mệt vì đường xa không thể quét dọn chùa, mong sao bà lão cho người tới quét dùm. Bà lão đang ở nhà riêng, biết được ý ấy, bèn cho người tới quét chùa.
Vị tỷ kheo lại ao ước trong lòng, ước chi mình có một ly nước mát lạnh mà giải khát. Bà lão liền đem cho một ly nước mát lạnh cho vị tỷ kheo. Hôm sau vừa thức dậy, vị tỷ kheo ước mong sao bà lão dọn cho mình một điểm tâm với nhiều bơ và những thức ăn ngon lành. Bà lão cho người đem bữa điểm tâm đúng như vị ấy muốn. Vị tỷ kheo suy nghĩ, bà lão đã cho ta mọi thứ ta ao ước, bây giờ ta muốn gặp mặt bà. Mong sao bà hãy đích thân đến mang cho ta thật nhiều thức ăn, đủ loại, loại cứng, loại mềm. Bà lão liền đi đến chùa cùng với thức ăn cúng dường đúng với sở thích của vị tỷ kheo. Vị tỷ kheo nói, lão mẫu, có phải bà là Mã lão mẫu không? Thưa vâng, bà có tha tâm thông đúng không? Tại sao đại đức lại hỏi vậy? Vì bà đã cho tôi mọi thứ tôi nghĩ đến. Nhiều vị tỷ kheo cũng có tha tâm thông. Tôi không nói các tỷ kheo, tôi muốn hỏi bà. Bà lão tránh né trả lời bằng cách nói, thưa đại đức, cần gì phải có tha tâm thông mới có thể cúng dường các thứ ấy. Khi ấy vị tỷ kheo bắt đầu hoảng sợ nghĩ, khốn thay kẻ chưa chứng đắc như ta thì có khi nghĩ tốt nhưng cũng lắm khi nghĩ bậy. Nếu lỡ có một ý nghĩ bậy bạ khởi lên, bà lão sẽ tóm cổ ta như tóm bắt một kẻ trộm và liệng hành lý ta ra khỏi chùa. Ta sẽ bị khốn đốn với bà lão, chi bằng ta hãy thoát khỏi chốn này. Nghĩ vậy xong, vị tỷ kheo nói với bà lão, này bà lão, tôi muốn rời khỏi đây. Đại đức đi đâu? Trở về với Thế Tôn. Đại đức ở lại ít lâu đã. Không, tôi không thể ở lại, tôi phải đi ngay. Thế là vị đại đức của chúng ta thu xếp hành lý thoát khỏi ngôi chùa của bà lão. Vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm cả người, như vừa được thoát khỏi tử nạn. Khi trở về vườn cấp cô độc, đến đảnh lễ Phật, Phật hỏi, sao con không ở Mã Đề Thôn nữa à? Bạch Thế Tôn, bà lão biết hết mọi ý nghĩa trong tâm con. Con nghĩ rằng kẻ chưa chứng đạo như con thì có khi nghĩ tốt, nhưng cũng có nhiều khi nghĩ bậy. Lỡ mà con có ý nghĩ xấu, bà lão ấy sẽ túm lấy đầu con và sẽ làm con khốn đốn. Con ơi, chính nơi ấy con cần nên cư trú. Bạch Thế Tôn, con không thể nào ở chỗ ấy được nữa. Này tỷ kheo, con có thể giữ một điều này thôi không? Điều gì, Bạch Thế Tôn, con chưa hiểu. Chỉ cần giữ cái tâm của con, không làm việc gì khác. Sau khi nghe lời Phật dạy, vị tỷ kheo trở lại làng của bà lão. Với thiên nhãn, bà lão biết được vị tỷ kheo sắp đắc quả nên càng chu đáo cúng dường để hỗ trợ cho ông mau chóng đạt mục đích. Do đó, chỉ trong vài ngày vị ấy đắc thánh quả A-la-hán. Sau khi đắc quả, vị ấy suy nghĩ, bà ấy quả thực đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nhờ bà lão ấy mà ta thoát ly được vòng sống chết. Không biết chỉ trong kiếp này bà ấy đã giúp ta hay nhiều kiếp trước cũng vậy. Vị La Hán nhập định quan sát các tiền kiếp thì biết rằng trong 99 kiếp trước, bà lão đã làm vợ mình và đã ngoại tình với những người đàn ông khác và làm cho mình phải thất điên bát đảo. Bà lão lại còn âm mưu đoạt mạng sống của mình. Khi biết được điều ấy, vị La Hán nghĩ tín nữ này đã phạm biết bao tội ác. Bà lão ngồi trong ngôi nhà riêng biết được tâm niệm của vị A-la-hán và nghĩ, vị ấy đang nghĩ về tội lỗi 99 kiếp trước của ta. Nhưng trong vòng luân hồi đã qua, có lần nào ta giúp vị ấy không? Bà lão nhận định thấy ở kiếp thứ 100 về trước, bà đã cứu mạng sống của vị A-la-hán khi vị ấy là chồng bà. Do đó bà dùng thần giao cách cảm bảo vị A-la-hán, hãy quan sát tiếp đi, đi sâu hơn nữa vào quá khứ. Bằng thiên nhị thông, vị La Hán nghe được hiệu lệnh trên và tiếp tục quan sát đến kiếp thứ 100 về trước của mình thì thấy quả nhiên bà lão cứu mạng mình. Vị La Hán nghĩ, tín nữ này quả đã giúp ta rất nhiều. Sau khi nghĩ như vậy, ngay tại chỗ vị ấy nhập niết bàn vô dư. Xin hết câu chuyện và cũng xin dừng video ngày hôm nay ở đây vì Hải cũng thấy mình khàn cổ rồi. Hải xin chào quý vị và chúc quý vị một ngày an lành và sống trong ánh sáng từ bi của Đức Phật. Và hẹn quý vị trong những video kế tiếp trong series Hải đọc cuốn Đường vào Nội tâm này. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày an lành.